lại giới thiệu cho mọi người một cái set bộ nó rất là xinh mới về ở Mega Fashion đây. Set bộ này thì chất liệu của nó là chất liệu nỉ nên rất là phù hợp để chúng ta mặc trong mùa thu đông. Đó, giữ ấm rất là tốt cho cơ thể. Và nếu mà chúng ta đi chạy bộ hay là chơi thể thao ngoài trời thì cũng nên mặc những cái chất liệu như này. Thì mình cũng cảm thấy thoải mái, đi lại cũng dễ dàng, cả như là mình di chuyển thì nó cũng không bị khó chịu. Set này thì lần trước thì Phương đã review một màu rồi, đó là màu đen. Ngày hôm nay là có màu xanh, đây màu xanh navy. Năm nay thì màu này rất là hot luôn á. Họa tiết của set này thì cũng khá là basic, nhẹ nhàng thôi. Áo thì là áo kéo khóa này, mọi người có thể phối áo hai dây ở bên trong, xong rồi khoác ở bên ngoài, có thể là kéo hết lên hoặc là cũng có thể kéo một chút như thế này, thả xuống để lộ áo ở bên trong cũng xinh. Dáng áo thì là dáng áo bomber, và có phối túi ở phía bên trên ngực như thế này, nhìn rất là năng động cá tính. Mọi người có thể tách cái áo này ra để mặc với những món khác, tức là không nhất thiết phải mặc với cái quần này nhá. Mọi người có thể mặc với quần jean, mặc với quần legging được. Và dáng áo bomber thì lúc nào cũng như thế, sẽ khiến cho chúng ta vẫn khoe trọn đôi chân của chúng ta lớn luôn ấy. Mọi người nhìn này, nó rất là tôn dáng. Mặc set này thì mọi người có thể phối với ba lô, phối với túi đeo chéo hoặc có thể xách một cái túi kiểu năng động trẻ trung là được rồi. Còn riêng giày thì mọi người có thể phối với thể thao hoặc kể cả phối với những cái đôi giày kiểu như là đế bằng ấy, thể thao đế bằng kiểu dạng như là những cái đôi gọi là đôi giày lười á thì cũng rất là đẹp. Mình có thể phối theo hai kiểu như thế nhá. Set này thì mọi người nhìn nó rõ ràng là nhìn khá là basic nhưng mà lại có rất là nhiều những cái điểm đặc biệt khiến cho chúng ta bị thu hút đúng không? Thật ra thì những cái set bộ ở bên ngoài thị trường thì bán rất là nhiều, nhưng mà những cái set bộ ở Mega Fashion thì luôn được các chị em rất ưa thích. Lý do thì có thể là chúng ta mặc lên người chúng ta cảm thấy là nó rất là fit dáng, rất là đẹp này. Ngoài ra thì những cái chi tiết của nó cũng khá là độc và lạ nữa.